bạn. Quái quái. Wow, một cái xe khổng lồ với những cái xinh. Wow, một cái dòng xe khổng lồ, cái đường chiều khổng lồ, dòng khổng lồ canh giữ các bạn mà đang đổ đúng ở đây. Đây, chúng ta sẽ tiến hành rửa những chiếc xe này đây. Đấy, lật luôn xe rồi. Quá xịn luôn. Xe nó chạy xuống cái đường trường khổng lồ, bây giờ mình sẽ rửa nó nha các bạn. Ở đây mình có cả fuel more này các bạn. Đây là chiếc xe số 95 fuel more nha các bạn. Love Speed Brody các bạn, rất là ngầu luôn. Mình sẽ để nó đây. Đây là hot chiếc xe over bang số 86 chiếc khí các bạn. Một chiếc xe chiếc khá là đẹp, hot chiếc xe over bang của mình nha các bạn. Ngầu chưa kìa. Một chiếc xe màu xanh với cái râu rất là đáng yêu luôn. Đấy, rớt rồi. Đây là Sally nha các bạn. Ở đây mình có cả Sally chiếc Porsche rất là đẹp luôn các bạn. Chiếc này có cái dao kìa. Carrera. Đây chiếc Porsche của mình nha các bạn, rất là ngầu nha. Đây là gì đây? Một chiếc xe có cái nón ở trên cái mũ nồi các bạn, nhìn như cái nón nhưng mà đặt ra là cái năng lượng mặt trời các bạn, rất là đáng yêu. Và cái bộ râu của nó nhìn như Hitler nha. Đấy, nhìn giống Hitler nha. Rất là đáng yêu luôn, chiếc xe khá là đẹp nha. Wow. Hudson Hornets. Một chiếc xe Fabulous Hudson Hornets đây các bạn, số 51 nha các bạn. Đây có gì đây? Lightning McQueen số 95 Red Easy Steam các bạn, rất là xịn sò. Số 95 Red Easy Steam nha các bạn. Lightning McQueen nha. Đây chiếc này mình có rồi. Phim mồi chúng ta có rồi luôn các bạn, hình như còn thiếu một chiếc. Đấy, tầm 7 chiếc rồi, mình tìm kiếm xem coi. 7 chiếc rồi mà ta. Đây mình thấy được rồi. Đây là Storm Liquid các bạn, rất là ngẹp luôn các bạn. Storm S Ignis các bạn 2.0, chiếc xe đời mới nha. Video này chúng ta gặp nhau về tiếp theo, bye bye.